Trước đây Đại sư chuyên gia nói với tôi Phật Pháp coi trọng thực chất Không coi trọng hình thức Trong kinh điển nói đến hình thức Một điểm chân tâm cầu sanh thế giới cực là Đây là thực chất Thực chất quan trọng hơn hình thức Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ phải phát tâm này Sau đó như thế nào Tu các công đức Các công đức là gì Là danh hiệu Câu danh hiệu này Đầy đủ vô tận công đức Của tất cả như lai Trong mười vượt ba đời Quý vị tu công đức gì cũng đều là phụng văn Nhưng niệm có Phật hiệu này là hoàn chỉnh tất cả công đức đều bao hàm trong đó quý vị xem không tuyệt vời sao ở trước của chú giải này nói rất nhiều sau cùng cũng là hợp vào một câu danh hiệu hiểu được đạo lý này đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta xã hội đồng loạn địa cầu thiên tai thảm họa quá nhiều Chúng ta nên ứng đối như thế nào Dùng một câu A-di-đà Phật Thiết thực Buông bỏ vạn kiên Phùng hành sáng ba la mật Kiên cố bất thoái Điều này rất quan trọng